Xin chào mừng mọi người quay lại với Have a Sip Uống Gì Không. Và chúng ta đang ở một thời điểm vô cùng đặc biệt, rất là sát Tết rồi. Và Tết năm nay như thế nào? Mình sẽ nhìn thấy hai gương mặt khách mời hôm nay. Đầu tiên là gương mặt rất là quen, lần thứ 3 phỏng vấn Wowie rồi. Chào mừng Wowie trở lại với Have a Sip. Xin chào Thị Minh. Hiện tại thì Huawei rất vui và vinh hạnh khi mà có mặt ở đây cùng tận hưởng cái không khí Tết này cùng với Thị Minh và một người cũng rất là đặc biệt, đó là Blackcard. Cảm ơn Beckside đã đồng hành cùng Have a Sip. Beckside là bia Easy Drinking Lager cao cấp với độ cồn 4,7%, mang đến cảm giác sảng khoái bất ngờ. Thuộc thương hiệu bia Beck's, bia Đức được tiêu thụ nhiều nhất thế giới. Thỉnh thoảng có một cái người mà xuất hiện mà đeo kính đen á, thì nó có hai khả năng thôi. Một là người đấy rất là nguy hiểm, một dạng kiểu và muốn che giấu những âm mưu của mình. Còn thứ hai là một người đấy rất là hiền nhưng mà tỏ ra ngầu. Thì Huawei là người đã biết Đại ca rồi đúng không? Thì hai cái option này, hai cái sự lựa chọn này thì Đại ca là kiểu người nào? Quý nghĩ là sẽ rơi vào trường hợp là hiền nhưng mà tỏ ra ngầu. Bởi vì nếu như mà tất cả các bạn khác thính giả có coi cái tập Have a Sip của tập trước đó thì cái mắt kiến này là mắt kiến của Huawei. Không, nhưng mà với Huawei ấy, thì nó có trường hợp thứ ba là khi mà buồn ngủ quá mà không muốn khiến người khác phát hiện á, trường hợp đó cũng có thể đúng luôn. Bởi vì như mọi người cũng biết, nhìn vào cái ánh nắng hiện thời á, đây đang là buổi sáng, và đối với những người như Black hay là Huawei mà để có một cái cuộc nói chuyện buổi sáng mà nhìn mặt của mình mà nhìn nó có vẻ bình thường thì nó phải có cái đấy. Thì mình hay khi mà Huy tới thì Black cũng có nói với Huy là anh Huy, anh còn cái mắt kiến nữa không em? Em cái mắt kiến của em tối qua nó bị dập rồi, giờ em không biết làm sao hết. Thì trong xe của Huy có sẵn cái mắt kiến đen cho nên là Black đeo lên. Nhưng mà anyway, khi mà đeo mắt kiến đen lên mà Black có thể tự tin được thì điều đó cũng là một điều rất là đáng mừng. Các hãng mắt kiến sẽ rất vui mừng vì điều này. Rồi, vừa nãy hơi dập nào, bây giờ em hãy lên tiếng đi. Bản thân của em là khi mà em quyết định đeo mắt kính đen vào buổi sáng thì đúng như anh Huy nói vậy đó, là thực sự là những người nghệ sĩ như em với anh Huy thì sáng mắt hơi buồn ngủ xíu. Với lại là một phần là em thấy mắt em cũng hơi nhỏ nữa. Cho nên là em muốn đeo mắt kính để mà mình là cho mắt mình có phải ta đoán là mắt mình có to được biến nào hay không. Đó là sự thật. Nhưng cái đấy mình thường nói đùa nhưng mà cũng là nói thật này. Các rapper thì luôn có một cái vẻ ngoài ngầu. Mọi người có thấy thế không? Tức rồi. Là một phần là văn hóa hip hop là nó không chỉ là cái câu chuyện lời ca hay là âm nhạc, nó là cái việc là cái lối sống hay là một cái phong cách sống, nó tức là nó là một trọn bộ một cái package đấy. Nên là thì mình có cái cảm giác thôi, khi mà mình làm, hồi xưa mình làm Không Cay Không Về á, thì mình hay dùng cái đồ ăn cay để lột trần các rapper ra nói cho nó vui, nhưng mà để cho mình thấy là họ có thể xuất hiện rất là ngầu, thế nhưng mà trong một cái khoảnh khắc rất là thật của họ ấy, thì họ sẽ gần với họ hơn, và lúc đấy thì nó sẽ không bị đánh giá bởi việc là tôi trông thật là ngầu, tôi trông thật là hip hop. Mọi người nghĩ sao về cái quan điểm này? Thật ra Huy nghĩ đối với nghệ sĩ ở quốc tế thì có những người như là Eminem, khi mà mình tất cả mọi người cũng nghe qua nhạc của Eminem rồi phải không? Nhưng mà đôi khi mà mình bắt gặp Eminem ở trên sóng phỏng vấn hay là ở bên ngoài, mình cũng thấy Eminem là người rất là dễ thương. Đâu đó trong những cái video clip của Eminem cũng có thể hiện cái sự gọi là tinh thần giải trí của Eminem như vậy. Một số nghệ sĩ khác Huy cũng coi, Huy cũng có cảm nhận được là cái con người ở bên trong thật của họ đôi khi nó cũng rất là soft, nó cũng rất là yếu. Nhưng mà bởi vì cái hình tượng social media, cái hình tượng mà mình phải đóng gói cái sản phẩm, cái nhân vật đó lại một cách thật là top, thật là cứng rắn, và đó là những gì mà cái người nghệ sĩ đó phải chịu khi mà họ tham gia vào cái công việc giải trí này để phục vụ cái nhu cầu thị hiếu của khán giả. Thì mọi người lầm tưởng, và nhất là các bạn nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam, như mọi người cũng biết là mình coi TV qua MTV, V Channel hay là gì đó,
mình sẽ thấy cái anh rapper cho nó rất là ngầu, rất là cool, nhưng mà mình sẽ không hiểu được cái sự thật ở bên trong nó như thế nào. Quy nhớ có một lần Quy thích một anh rapper tên là Ice Cube ở bên nước ngoài. Thì Quy có một người bạn làm trong Hollywood. Bạn hỏi là Quy thích rapper nào, Quy nói Quy thích rapper Ice Cube. Hỏi tại sao thích rapper Ice Cube mà không thích rapper nào khác. Mình nói anh này rất là ngầu, sống rất là thật, rất là chất, rất là real, phải không? Real là sao? Bạn hỏi real là sao? Thì anh này băng đảng thì thật sự Ice Cube khi mà lên hình mặt lúc nào cũng nhăn hết trơn á. Thằng bạn đầu tiên của em luôn. Thế à? Mặt lúc nào cũng nhăn hết và nó là một đặc trưng nhận dạng của Ice Cube luôn. Và anh bạn đó mới nói là Huawei, có khi nào bạn nghĩ là nhân vật Ice Cube này đang diễn như vậy hay không? Nó không, anh này là băng đảng, anh này mỗi lần lên clip là ảnh rút súng, ảnh ngầu lắm. Về sau á, về sau khi mà mình tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình thấy là ảnh biết kịch bản, anh là diễn viên mà. Và ảnh là diễn viên, ảnh là nhà văn, ảnh là nhà thơ, ảnh viết nhạc cho nguyên một cái băng nhóm hát, ảnh viết kịch bản cho nguyên một cái đoàn phim quay, và con của ảnh cũng là đưa vô nghề diễn viên luôn. Với mình mới, ủa gì kỳ ta, ảnh còn đóng hài nữa. Ừ, thì mình là theo cái quá trình tìm hiểu sâu hơn thì mình mới biết là tất cả mọi người đều có một cái skill, một cái kỹ năng, và những cái gì mà mình thấy ở trên cái màn ảnh nó đang là một cái giống như thì mình nói nó là một cái package. Thì về cái góc nhìn của em á, thì là mỗi một người nghệ sĩ á, thì họ luôn cố gắng để mà xây dựng một cái image, hình ảnh của mình trong lòng khán giả, cũng như là những cái thứ mà trình ra phô diễn một cái full package cho mọi người. Như mọi người, như anh Huy cũng đã nói, thì bản thân Black Ca cũng nghĩ là ngoài những cái vấn đề đó ra, khi hàng ngày khi mà mình cởi cái bộ đồ nghệ sĩ ra thì mình vẫn phải sống theo những cái giá trị đạo đức mà xã hội nó đặt cho mình xuống, và mình phải làm như vậy tại vì đó là cái điều tốt nhất để mình thể hiện cái sự tôn trọng với tất cả mọi người. Nhưng mà trên sân khấu hay là trên social hay là trên những cái trang truyền thông giải trí thì Black nghĩ cái character đó chính là cái lý do mọi người chọn mình, có sự lựa chọn vào mình hoặc là chọn người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ kia để mà nghe. Thì đó là cái character để mình pick thôi, như chơi game vậy đó chị. Thì em nghĩ mọi chuyện có đơn giản vậy thôi à. Mình cũng thích cái việc là tạo ra cái ranh giới là có một cái fantasy, một cái character mà khi mình chơi game mình chọn, với lại cái việc sống phải real, phải đúng với mình. Thực ra một cái người như Uy vào nghề lâu hơn hẳn đúng không? Hai người này là sinh cách nhau đúng 10 năm. Oh wow. Đúng không? 9787. Đúng không? Vậy ha. Đúng rồi. Wow. Cái đáp anh là mới đẻ ra anh Uy. Thì đó, nên thấy không? Thấy cái cách sử dụng từ ngữ của Black không? Lúc đáp anh là em mới đẻ ra thì nếu như mà mình coi những cái đoạn nói chuyện thì mọi người sẽ lúc anh đáp anh thì em mới sanh ra đó. Uy thì Black sẽ sử dụng như mới đẻ ra đó. Rồi nó nghe nó rất là mạnh, cho nên là mọi người sẽ suy nghĩ cái bạn này. Nhưng mà thật ra bạn đó nó đang gọi là làm cái gì đó vui với mọi người. Rồi mà em bị vấn đề là khi mà em nói chuyện em hay dùng cái quy tắc đẩy thuyền của hài kịch đó. Là như nào? Sorry là quy tức là kiểu là sorry quy tắc kiểu mà đẩy ghế của hài kịch đó. Tức là em tức là em luôn xếp một hàng ghế, xong rồi cái câu cuối cùng em sẽ đẩy hết những cái kia để cho cái câu có thú vị lên. Thì em quen cái việc nói chuyện nó luôn rồi. Tức là em luôn muốn mọi người mắc cười thôi. Đó là cái điều sâu thẳm bên trong nhất, là em muốn khi mà em ngồi xuống bàn em có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và mắc cười và trào phúng thôi. Nhưng mà có thể là đôi khi em dùng cái giọng trầm quá. Mọi người bị suy nghĩ nhiều quá về vấn đề đó, chứ là em just wanna have fun. Thôi nhưng mà khi mình nói về cái real, về cái thật đó, thì mình cũng nghĩ rằng bây giờ nó không phải là một cái lát cắt nữa. Nó cũng không hẳn là bây giờ, ngoài cái việc là chúng ta có những cái chương trình về rap để xây dựng hình ảnh, chúng ta có music video để mọi người khán giả xem. Thì ra mình có mạng xã hội, ví dụ Huawei hình ảnh cũng rất là ngầu đúng không? Thế nhưng mà đợt giãn cách năm vừa rồi thì ngày nào Huawei cũng lên kêu là ôi em chán quá, ôi lại thêm một tức là cái đợt đó, cái năm vừa rồi là một năm như thế nào với Huawei? Năm vừa rồi nhưng mà cũng biết là giãn cách rất là lớn và có nhiều thiệt hại xảy ra
Nhưng Huy là một trong những cái người mà bị ở trong nhà lâu nhất đấy, đúng không? Tại vì cái khu vực đó... Ok. Ừ. Ok. Để Huy nói nha. Ok. Là trước khi thành phố giãn cách thì là khu của Huy đã giãn cách rồi. Đó. Và giãn cách trước đó nữa rồi là bởi vì cái ca mà không biết là mọi người nhớ, mọi người có đọc tin tức á, là có một cái ca gọi là cái ca cái cô bán bún bò Huế, bún riêu gì đó ở quận 3 rồi thì là ở gần khu đó. Cho nên là gần khu của Huy mọi người giãn cách. Và bởi vì gần khu của Huy giãn cách mà không giãn cách khu của Huy. À. Cho nên là Huy đứng ở trên hành lang, mình nhìn cái khu giãn cách, mình nói ồ giãn cách khu của mình rồi. Nhưng mà không giãn cách khu mình, nhưng mà giãn mình cách tưởng khu gần mình thôi. Nhưng mình tưởng là mình bị giãn cách hay gì? Không, giãn cách khu gần mình nhưng mà không cho mình ra khỏi nhà. Ok anh Huy. Hả? Sao kỳ anh Huy? Tại vì đấy là Huy đó. Nhốt luôn cho tiện. Không, tại vì cái khu vực cái người giãn cách đó là họ sẽ ấy lại, nhưng mà xung quanh họ vẫn sẽ hạn chế mọi người ra khỏi nhà bởi vì rất là nguy hiểm, kiểu như là F0 rồi kế bên là F1. Thì á là mình không có biết ai sẽ như thế nào. Cho nên là mình cũng thấy nó nguy hiểm á, cho nên là mình ở trong nhà một khoảng thời gian trước đó, rồi được 2 tuần 3 tuần gì đó thì thành phố có lệnh giãn cách. Thì đó, thì tức mình, là giãn cách sớm hơn hẳn mọi người, ở trong nhà lâu hơn hẳn mọi người. Đúng thì rồi. Đấy là Huy. Sau khi mình ở trong đó lâu hơn thì mình mới hiểu ra được một sự việc nữa, là thật sự mình chỉ được đi ra đường khi mà cái khu vực của mình hết người bệnh thôi. Cho nên là cái lệnh giãn cách của thành phố nó không liên quan gì tới cái lệnh giãn cách của cái chỗ mình ở hết. Cho nên là đấy, nhưng mà mình đang nói về cái sự nhiều khi trên sân khấu mình có thể ngầu, nhưng mà những cái khoảnh khắc, thực ra cái này mình sẽ chia sẻ chung với tất cả mọi người trong cái năm vừa qua mà bị, thậm chí ở cái Tết năm nay chắc chắn mọi người sẽ không ăn Tết như kiểu bình thường nữa, bởi vì mình biết trong đầu mình là vẫn có một cái gì đấy nó đang diễn ra, nó chưa an toàn hẳn. Thế nhưng thì mình tò mò là những cái chuyện giãn cách là một ví dụ thôi, mọi người trông ngầu như này, thế những cái lúc mà yếu lòng nhất thì mọi người như thế nào và làm gì? Em muốn trước em về anh nói chuyện, thấy không, lễ phép không? Trong những lúc yếu lòng nhất, yếu lòng ở đây là khi vui yếu lòng hay khi buồn yếu lòng hay là khi thất tình yếu lòng hay là người này yếu lòng nhiều nhỉ? Anh Huy nhiều pha yếu lòng lắm á chị. Thí dụ như là bình thường mình diễn là khu ngầu không, nhưng mà tự nhiên nói chuyện hài cái mình vui quá, mình bể bóng ra cái mình yếu lòng, mình cười theo đi. Nó cũng là một cái yếu lòng. Hoặc là tự nhiên đang ngồi cái bạn đeo cái bánh kem, trời dễ thương quá nè, thì nó cũng là một cái phút yếu lòng phải không? Còn ví dụ như là mình bị bạn gái mình chia tay mình thì mình cũng nó có một cái buồn, thì cái đó cũng là cái yếu lòng. Thì đúng ý rồi, thì mình muốn nói về cái yếu lòng này. Mình thấy không, vừa rồi là đã kể ra rồi đấy Huy. Tức là mình thấy là nếu mà Huy là một người, cái điều đấy cũng là một cái thú vị, tức là hóa ra là Huy rất là hay yếu lòng trong những cái chuyện nhỏ nhỏ nhỏ, đúng không? Đây, thế cái chuyện gì nặng nhất mà Huy phải yếu lòng nào? Huy là người như nào nếu mà gặp một chuyện nó rất là buồn, nó thậm chí nó buồn hơn cả việc bị người bạn gái chia tay, thì nó có em thể là gì? Em cũng biết không anh Huy? Ừ. Em cũng muốn biết nữa. Là chuyện buồn đó hả? Ừ. Oh man. Nói đi. Oh man, Huy thật sự ghét cái cách mà những cái package được đóng gói, gọi là nó đã hình thành nên nhân cách của một người, mà vào cái thời điểm này Huy nghĩ là Huy là một người đã mở lòng ra rất là nhiều, nhưng mà gặp một cái câu hỏi như thế này, Huy nhìn lại một chặng đường rất là dài, cái giây phút thật sự yếu lòng là nó ở đâu Huy không biết luôn. Huy chỉ nhớ được là 2 lần mình đổ nước mắt duy nhất là có thể là cái lần cái cảm xúc mạnh mà ảnh hưởng tới Huy,
là sẽ bị một cái người thân cận của mình hoặc là người anh em của mình, mình nói về tình cảm brother ấy nha, okay. là betray, là phản bội một cách 180 360 là quay trở về chỗ cũ. Đúng rồi. 180. 180 là khi đó mình cảm thấy ứa nước mắt và nước mắt ứa ra. Đó là cái sự phản bội, đó là cái điều mà làm cho mình thật sự xúc động rất là mạnh. Và mình cũng rất là sợ cái điều này. Và mặc dù mình biết trong cuộc sống có những tình thế sẽ khiến cho ngã rẽ của nhiều người đi nhiều hướng khác nhau, nhưng mà cái điều đó là cái điều mà nó gây xúc động mạnh tới Quy nhất. Và bởi vì cái Quy có nói là Quy rất là ghét cái cách mà mình đóng gói một cái sản phẩm như vậy mình đưa ra, cho nên là Quy đã bị ảnh hưởng cái đóng gói đó. Và Quy đã phải tạo dựng nên một cái hình tượng, một cái image mà nó luôn cứng rắn. Dạo gần đây là mình cởi mở ra bớt nhiều bớt giáp rồi để mình bắt đầu tìm lại những cái cảm xúc của mình rồi nha. Nhưng mà Quy nghĩ cái sự phản bội là một trong những cái điều mà to lớn nhất mà trái tim của Quy không có chịu nổi được. Mình cũng là người phỏng vấn rất là nhiều người rồi, đúng không? Ai mà nói cái câu chuyện gì mình, cái gì mình cảm được mình sẽ cảm được ngay. Nhưng mà có điều mình cũng nhận thấy là có thể vì mọi người chơi rap, mọi người chơi gang, chơi bạn bè, nên là cái tình anh em á ở trong cái này nó rất là mạnh. Mình không thể nói là có một tình anh, có thể có những cái tình bạn, nhưng mà không thể nói là có một tình anh em ở trong giới pop được. Tức là đấy thì, nhưng mà rap đúng không, thì cái gang nó rất là mạnh, đúng không? Tức là cái chuyện mà anh Huy trải qua, những cái chuyện mà bị anh em phản bội gì đó, thì là bản thân những người mà chơi hip hop như em, anh nghĩ là bất kỳ một cái thế hệ nào cũng sẽ gặp những chuyện tương tự như vậy. Thì thiệt sự là em hiểu cái tâm trạng của Huy rất là nhiều. Nhưng mà như ở phần em đi, thì bản thân em đi tới ngày hôm nay thì em đã gặp rất rất nhiều sự phản bội rồi. Nhưng mà có thể là em không xúc động như anh Huy. Tức là lúc đó em lại chọn cái option là em nhiều khi em dễ bị nổi nóng anh Huy. Những cái lúc như vậy em rất là dễ bị nổi nóng. Nhưng mà cũng chính là vì em bị phản bội nhiều quá nên là nhiều khi em không biết ghen á. Tức là em cho nên bị lạnh cảm á. Là anh Huy vẫn còn sưởi ấm mình được bằng cái sự lo lắng, nó làm việc rất là tốt. Còn bản thân em là em bị lạnh cảm luôn. Tức là em bị phản bội nhiều lắm, đến mức mà kiểu là về sau này khi mà em cảm thấy cái chuyện đó là em đoán được trước luôn. Tức là nhưng mà em không có chọn cái option là mình sẽ vì cái điều đó khiến mình bị thương tổn. Em chỉ rơi nước mắt khi mà vô tình em viết đâu bài nhạc hay thôi. Là những lúc mà em viết một bài nhạc hay là em có một lần em đang viết, tự nhiên khi em đọc xong cái em rớt nước mắt luôn. Bài gì vậy? Cái bài dòng ba á chị. Lúc mà em vừa viết xong á, thì là về sau này thì em chuyển hóa cái chuyện đó của mình thành cái việc đó là mình hãy đẩy nó hết vô trong âm nhạc của mình. Thì khi mà em làm được một bài nhạc hay, một án văn hay, thì cái điều đó sẽ khiến em xúc động rất là nhiều. Nhưng mà những cái tâm sự như anh Huy, em hiểu những người trên underground, vì cái sự respect trong hip hop nó rất là lớn, nên là đôi khi những cái điều đó bị tổn hại tới, nó là một cái sự vỡ tim, tụi em gọi là vỡ tim, broken heart đó. Thì là em hiểu cái điều đó nó luôn luôn sẽ diễn ra trong cái cộng đồng này, vì cái âm nhạc này nó là anh em và brotherhood rất là nhiều. Nhưng mà thật sự anh nói về cái sự phản bội ở đây nó không chỉ brotherhood không, mà cái sự phản bội ở đây nó là đơn thuần là cái sự phản bội nó có thể tới từ anh em mà còn chị em nữa, hoặc là người yêu, bạn gái, bạn trai, không nó phải. Nó bao gồm mà nó là cái sự betrayal, cái sự phản bội. Mình không có take được mình. It's hard sometimes. Nhưng mà anyway, rất là lucky, rất là may mắn, thì đó chỉ là một trong những cái tâm tính. Ngoài ra mình còn có những cái tâm tính khác ở trong cái cuộc sống này. Nhiều gia vị. Đúng rồi, thì khi mình phát hiện ra cái một trong những cái tâm tính đó, thì mình có thể hiểu được
có nhiều con đường khác để cho mình lựa chọn, nhiều cái cảm xúc để cho mình lựa chọn. Ừ. Ồ, có khi nào nó lại là một cái fantasy khác không? là kiểu ok, nó luôn xảy ra như vậy và nó làm cho mình sống trong một cái fantasy là mình luôn vui và mình luôn happy mặc dù là cái câu chuyện nó không có gì vui hết. Ừ, cũng có thể lắm anh Huy. Ừ. Nhưng mà thì mình cũng tin là đầu óc mình quyết định mà, đúng không? Yeah. Đúng rồi. Mình không thể thay đổi ai khác hoặc là chuyện gì khác ngoài chính mình thay đổi cái góc nhìn của mình. Bây giờ Huy nhìn mọi thứ màu da cam này, đúng không? I mean, ý của Huy là cái ý của Huy là cái điều đau đớn ở đây á là những cái câu slogan đi chẳng hạn. Ừ. Phải gạt nước mắt đi mà vui, nhưng mà khóc cũng đâu có sao. Uh-huh. Đúng đúng, khóc không có sao hết. Thì ở cái thời điểm này á, như mọi người coi rap Việt mà cũng thấy anh Trấn Thành rất là Thành quay, ừ. Dễ khóc, có thể là cảm xúc mọi người ở một cái điểm nào đó mà chỉ cần đụng nhẹ thôi là đúng, làn đúng, sóng đúng. Nó dâng trào phải không? Nhưng mà thật sự là Huy không khóc được như vậy, Huy không có cái cảm xúc tới cái mức đó là bởi vì mình cũng hơi tiếc nuối một cái là ồ, tại sao mình không có khóc trước một câu chuyện cảm động ta? Mình cũng muốn khóc trước một câu chuyện cảm động đó. Mình thì ở trong này đó bảo mình là người đàn ông mạnh mẽ, mình không được khóc. Cái điểm giống em giữa anh Huy và em á, em cũng vậy. Nhưng em mà, feel được. Nhưng mà người đàn ông có thể khóc mà. Đúng đúng, hoàn toàn em cũng khóc nhiều lắm, em cũng khóc nhiều lắm. Và khi cái nước mắt và cái lệ của người đàn ông rơi nó rất là đẹp, đúng không? Đúng đúng đúng. Nhưng mà không nên nhiều người thấy anh Huy. Tôi sợ hãi quá, hai người đàn ông tự khen nhau và tự nói rằng là và nó hiếm đúng không? Dạ đúng. Phụ nữ khóc cũng đẹp. Hai người tự khen nhau, ok ok. Không, bản thân thì mình cũng là người nghĩ rằng là phải rất mạnh á mới khóc được. Mọi người từ trước nay mọi người hay áp đặt á là khóc là yếu đuối, tại vì mạnh ở đây là gì? Là cái việc là mình phải thả được ra ấy. Khi mà mình giữ á là nó khó chịu lắm. Còn cái việc mà mình đúng kiểu let go được á là lúc đấy cậu nước mắt có khi nước mũi nó cũng chảy ra ấy, chứ nhưng mà dùng kiểu em đang rất vui, anh đang rất vui, anh không thể nói chuyện ta cảm xúc này được, em có thể thấy là nước mắt anh diễn viên này diễn viên xuất sắc nhất của một cái liên hoan viên nào đấy này. Không, chừng nào mà nước mắt nước mũi Huy rơi thì Huy là diễn viên xuất sắc nhất đúng không? Nhưng mà anyway, khi mà thì Minh nói là phải mạnh mới khóc được, em thấy không Black? Dạ thấy. Về cái vấn đề đó là nói là khi mà mình suy nghĩ mình là cái kẻ mạnh, mình phải gồng như kẻ mạnh, thì thực sự kẻ mạnh không có như vậy. Kẻ mạnh là hành động như kẻ mạnh. Cái người kẻ mạnh đó là họ hành động như kẻ mạnh, còn cái người mà nghĩ rằng cái đó là hành động của kẻ mạnh thì cái đó là mình wannabe mạnh. Là bởi vì mình thật sự yếu đuối nhưng mà mình không nhận ra là mình yếu đuối, và mình vô hình mình tạo nên những cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài, gọi là một cái fantasy khác mà mình chối bỏ cái con người thật của mình ở bên trong. Với tư cách một người ngoài này, tại vì mình không phải là rapper, mình thấy báo chí cũng rất hay viết về cái chuyện này cũng chả phải chuyện mới gì, nhưng mà nhân tiện ở đây, mọi người ở Việt Nam cũng hay có cái thông lệ là gần đến trước Tết thì có cái chuyện gì mình nói hết, đúng không? Để cho nó thì nhân tiện mình hỏi chuyện về chuyện diss. Mỗi khi mà có một cái cuộc như kiểu rap Việt á, là bắt đầu báo chí sẽ móc lại là ôi giời, hồi xưa Huawei gây hấn với ai, Blacka đấu với ai. Trong cuộc á, để mà đúng nghĩa là get real ấy, thì là có thật như thế không hay là nó... Em muốn nói hay là em muốn nói trước không? Anh nói trước đi rồi em chốt đơn cho. Ok, thật sự đối với Huy, những người mà trải qua rất là nhiều cái trận diss mà không bao giờ diss là ai, cứ để cho người ta diss mình. Này em muốn nói trước hay? Em nói trước anh Huy, em muốn nghe cái cách giải quyết của anh Huy trước. Thì Huy biết là có rất nhiều người làm nhạc diss Huy chẳng hạn. Trong lịch sử rap Việt từ xưa tới giờ, và có những người họ
những người anh lớn hỏi Huy là ồ mới nghe cái bài diss mình sao mình không diss. Thật sự đối với Huy, cuộc sống của Huy thời gian là vàng bạc. Nếu như Huy có thời gian để làm nhạc thì Huy sẽ làm cái bài nhạc đó dành cho những người yêu thương mình. Còn ai ghét mình thì họ dành thời gian ghét mình thì mình cũng cảm ơn luôn. Còn cái thời gian để trả lời chuyện đó thì mình không có thời gian. Theo như Huy tìm hiểu thì tất cả những cái bài diss mà những cái trận beef lớn của các rapper ở trên thế giới, nó đều có một cái mục đích chính cuối cùng. Sinh ra lợi nhuận rất là cao. Ví dụ như Jay-Z và Nas diss nhau. Họ diss nhau rất là lớn, nhưng mà cuối cùng cái trận diss đó đem lại là hai người đó cùng xuất hiện trên sân khấu và cái số lượng vé và đĩa bán gấp đôi, gấp ba. Rất nhiều album được bán ra. Đúng rồi, và rất nhiều album được bán ra. Mọi người rất là háo hức mong chờ hai cái người diss nhau này gặp nhau một chỗ, họ làm cái gì. Xin thưa, họ bán vé và họ tiếp tục trình diễn cái bài mà mọi người sẽ không ngờ tới. Ok, và gần đây nhất là có cái trận beef giữa Kanye West và Drake. Hai người đó diss nhau, họ diss nhau tới mức hả, Drake nói ồ tôi đã từng ngủ với vợ của anh ta, và oh my god, mình nghe tới nó ồ cái này là real, cái này là thiệt á, cái này là căng lắm á. Em vô thả ba ngọn lửa vô đó đừng mà. Và hai người đó và fan của hai người đó đấu với nhau rất là mạnh, rất là lớn, nảy lửa nổ ra. Khủng khiếp. Khi mà Drake nói là Drake chuẩn bị ra album thì Kanye nói tôi sẽ ra album vào ngày đó. Ra trước một tuần luôn. Đúng rồi, chuyện này thật sự get real luôn. Thật sự á là, và mọi người nói ok, mọi người bắt đầu đem nhạc của hai người này ra so sánh, và mọi người mua đĩa của Kanye về để nghe thử, sau đó là mua đĩa của Drake về để nghe thử, để đấu coi là hai người này dữ dội như thế nào. Ai ngờ trong show của Kanye, Drake từ dưới sân khấu nhảy lên, ê tôi ở đây. Trời ơi. Thì cái get real đó là như thế nào? Và sau đó có những cái tình huống về cái băng đảng, về homie, chờ mẹ ở ngã tư. Bên kia cũng nói, ê homie, ok, chờ ở ngã tư. Sau đó tới ngã tư, hai bạn, tất cả mọi người bu ra coi hai người đó làm cái gì. Mày vô. Mình hiểu cái chuyện đó. Em hiểu. Mình hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà khi ở Việt Nam, khi mà các bạn dissing mình, thì mình nghĩ là ok, các bạn diss mình thiệt á. Các bạn diss mình thiệt đó. Và thật sự đối với những người mà diss Huawei đi, đa phần thì Huawei cũng không có cái mối liên hệ mà hay là đã va đụng gì, đúng không? Dạ đúng. Có một số bạn thì là Huawei cũng không biết các bạn là ai luôn. Em có theo dõi câu chuyện Huawei, đa phần những người mà diss on Huawei thực sự là không có liên quan gì tên Huawei chứ. Đúng rồi, mình cũng không biết bạn là ai luôn, mà giờ mình cũng không hiểu sao là bạn ghét mình như vậy luôn. Và đa phần những cái người mà sau khi mình gặp, mình làm việc, thật sự mình rất quý trọng những cái mối quan hệ của mình trong trong xã hội này, và mình luôn đến với cái sự chân thành, một cái sự kết nối và chia sẻ lẫn hỗ trợ. Thì mình không có lý do gì mà mình ghét một người mà mình chưa gặp mặt hay là mình chưa biết gì. Không, nhiều khi lên TV nhìn mặt ghét, đúng không? Thì mới quay lại cái trường hợp bạn này, mình có nói là mình phải mất một cái khoảng thời gian kha khá để mình hiểu là cái con nít ở bên trong người ảnh như thế nào. Ban đầu mình gặp bạn này mình cũng hơi đó, đang định hỏi nè. Được rồi, từ từ. Thành ra là mình thì rất là hiểu cái câu chuyện diss rồi. Mình muốn nghe nốt Black Ca nói cái chuyện cũng diss của Black Ca, thì nó có giống như vậy không? Dạ không, thì câu chuyện diss của em thì nó lại khác hoàn toàn với là anh Huy. Tức là xuất thân của em là battle rapper. Tức là em đi battle ngoài đời trước khi mà em ra nhạc. Cho nên là em biết cái văn hóa hip hop là cũng có cái chuyện battle, cạnh tranh để mà nâng cao trình độ này. Thì thực sự là những anh em mà chuyên ngồi phòng thu như em về sau này á, thì có nhìn nhận một cái vấn đề, đó là những cái trận battle thực sự là cách nhanh nhất để thúc ép cái trình độ của mình lên cao hơn, một cách nhanh hơn rất nhiều. Thì đó là những cái lý do mà những nghệ sĩ như em hồi xưa chọn cái con đường đó, để mình rút ngắn cái giai đoạn lên trình của mình lại. Thì nhưng những gì anh Huy nói là hoàn toàn đúng. Tức là cái may mắn của những cái scene rap ở nước ngoài là họ vừa có thể rút ngắn cái quá trình đó mà vừa tạo ra tiền liền. Còn ở Việt Nam mình thì cái sự này nó lại vì cái việc chỉ có thể rút ngắn quá trình và để gia tăng trình độ, nó lại đồng thời nó nâng cái tôi người nghệ sĩ lên.
khiến những cái chuyện đó từ ban đầu là không có thật, xong rồi nó thành thật luôn. Đó là một cái điều rất là đáng buồn của cái scene rap ở nước nhà mình. Bởi vì những cái quyết định của anh Bowie là rất hoàn toàn hợp lý ở cái hệ môi trường như vậy. Thì em đánh giá là đúng, nếu những cuộc sau những cuộc binh biến, những cuộc đấu đá trong rap Việt thì em nhận ra là không cần thiết. Tức là mình có người phải vào tù và có người dạ, đúng hoàn toàn đúng luôn. Tức là ở đây cái gì, những cái supplement của cái scene rap ở Việt Nam nó chưa có đủ, và những người nghệ sĩ ở đây bản thân họ chính vì cái việc trong quá trình hai người beef nhau không tạo ra lợi nhuận cho nó đắp hết vô cái tôi luôn. Đúng. Nên là theo đánh giá của em là người trải qua rất rất nhiều battle từ ngoài đời đến trên nhạc đến ông thực sự chiến đấu luôn, thì em đánh giá là ở Việt Nam mình là không cần thiết. Thiệt sự. Thế thì bây giờ mới hỏi hai người này. Bây giờ hỏi Black Ca trước. Hồi mà em chưa biết Huawei thì ấn tượng của em về Huawei là gì? Hồi em chưa biết anh Huawei á, thì là thiệt sự là hồi trước em là một fan của Huawei. Tức là hồi lớp 7, lớp 8, lớp 9 là lúc đó em nghe nhạc Huawei nhiều lắm. Tức là lúc em nghe rất là nhiều rapper, và có những rapper ở trong cái circle rap Việt này, và anh Bowie là một ví dụ đặc biệt. Tức là từ ngày xưa anh Bowie chưa từng trong bất kỳ một cái gì liên quan tới rap Việt ở trong khu vực này hết. Tức là anh Bowie luôn là một cái nhóm riêng, một cái hành trình riêng. Lúc đó người ta biết tới Kendrick, Bowie, Na, những nhân vật như vậy. Thì những lúc đó em bản thân em là những người rất là respect những cái đường đi của anh Bowie, tại vì anh Bowie không làm giống ai hết. Nhưng mà ở thời điểm đó anh Bowie nhìn như có vẻ là người thành công hơn tất cả. Cho nên nhìn, là nhìn có vẻ hả? Em không biết Bowie đâu thì mới nói vậy. Nhìn có vẻ. Tức là lúc đó nhìn Bowie như là một người thành công hơn tất cả những rapper còn lại ở thời điểm đó. Thì em rất là look up to anh Bowie. Thì là em biết hết những cái album của anh Bowie, chung là em nghe rất là nhiều nhạc của anh Bowie, em biết rõ anh Bowie hơn cái Bowie luôn, em nghĩ vậy. Tức là về âm nhạc của anh Bowie thôi, thì em nghe nhiều nhạc anh Bowie, có nhiều bài sợ anh Bowie đã quên luôn rồi. Thì là bây giờ đố em bài gì mà Bowie quên mà em nhớ. Ừ. Nghĩ khó phải nhá, bài con mặt ở trong dễ quên lắm. Em nghĩ là anh Huy không cũng em, nhưng bài em nghĩ ra chắc là những bài mà khắc vô lòng em á thì là bài số người số một. Bài đó là sao quên được ta? Là bài sao anh Huy quên được? Nhiều khi anh kể tên cái bài mà em thấy là quắc luôn á. Thử anh Huy. Saturday Night. Saturday Night em biết bài đó nha, nhưng mà không nhớ lời, phải biết bài đó nha. Sao? Phải khích chung với anh LD đúng không anh? Ok, đang định rap, câu gì vậy? nhiều khi mình nghĩ ra đại cái tên mình nói cho Black mày đâu có đúng không? Có, mày đâu có. Gì đây? Nhưng vậy mà bài rap với chung Mel đi đúng không anh? Không. Đâu, thì em hát từ bài đây xem nào. Không, bài đó chắc em không biết rồi. Thôi, bài này quá xa rồi. Bài đó anh đâu up lên mạng đâu. Dạ. Anh cũng có làm một bài với Su nữa. Em có biết không? Không biết luôn. Không biết luôn. Trời ơi. Về sau này thì em chỉ nghe nhạc những bài của anh Bowie ngày xưa thôi, nên cởi câu chuyện đó thôi. Anh cái bài đó là anh làm điệp khúc, cái anh rủ Su, cái Su làm bơ, cái xong anh đem cất cái bài đó luôn. Dạ. Ủa sao không ra vậy anh Huy? Hả? Sao không ra vậy anh Huy? Anh có nhiều bài không có ra lắm. Dạ. Bởi vì vào thời điểm đó nó tùy vào cái điều kiện. Dạ. Điều kiện để làm bài nhạc, nhưng mà người cũng biết là Huawei ban đầu cái thời điểm làm nhạc á nó rất là khó khăn, không phải là lúc nào mình cũng có thể thu âm. Thế à? Nhưng mà đối phương, cái người mà fit với mình á, thì mọi người không biết cái chuyện đó, mọi người chỉ biết là mình rủ xong cái mình ém luôn bài nhạc thôi. Anh thấy Huawei chơi ác, anh vì hỏi Becca hai bạn movie chưa ra sao Becca biết được. Ok, em tiếp tục nha. Thì là lúc đó là em thật sự là trong những cái nhóm rap của Bowie ở thời điểm đó thì em thích hình ảnh Bowie nhất. Tại vì em thấy hình ảnh Bowie rất là ngầu. Tức là rất là đường phố, rất là bảo vệ những đứa trẻ đường phố. Những cái clip mà Bowie đi ngoài đường rồi ôm mấy đứa nhỏ đồ á, thì em nhìn thấy hết. Thì đó cũng chính là một số những cái tiền tố hình thành nên Black Ca ngày hôm nay. Tức là Black Ca luôn cảm thấy mình phải có cái trách nhiệm bảo vệ một ai đó. Đó cũng chính là cái lý do tại sao mà nhìn em như vậy. Thì thực sự như bodyguard. Không, ý là nó ý là tại Uy, nếu mà Uy có gì phản nàn thì là tại Uy. Ok. Thì thực sự là chính vì cái em nghĩ là mình nghĩ sao, mình nhìn đời như thế nào như chị, thì mình đây có nói thì mình sẽ như vậy thiệt.
Tức là khi mà trong cái hành trình mà em lớn lên á, thì em cũng luôn ở trong một cái vai trò là bảo vệ ai đó. Cho nên là kiểu là mình bị xây dựng cái như vậy luôn. Và mình nhiều lúc như anh Huy nói, mình đang sống trong cái fantasy đó thiệt. Tức là thiệt sự là... Em biết cái gì ghê gớm không? Dạ. Yeah. Khi mà trong cái quá trình anh đi diễn show từ Nam ra Bắc, đi miền Tây, đi khắp nơi, anh nhìn những cái bạn tới để gặp anh, cái bạn fan mà họ nghe nhạc của anh từ nhỏ. Có rất là nhiều trường hợp, có đủ là trường hợp. Có những trường hợp mà chạy tới nói em nghe nhạc anh Quy lúc em vậy nè, giờ hai đứa con em nè, kiểu kiểu giống như vậy đó. Có những trường hợp như vậy, và có những trường hợp cái cuộc sống của họ không được may mắn nhưng họ vẫn là fan của mình. Yeah. Và họ cũng nói là cái phong cách này là phải như vậy nè, giống anh Quy như vậy. Thì mình thấy được cái sức ảnh hưởng của mình do một cái thế hệ sau nó như thế nào. Dạ đúng. Thì lúc đó là mình cũng wow. Cách nhau 10 anh cũng năm. Hơi lo lắng đó mình Quy. Cho nên là mình cũng hơi lo lắng, bởi vì thật sự với cái cuộc sống ở trên đường phố, Quy đã chiêm nghiệm ra được một điều. Khi mà tất cả những người xung quanh của mình phát triển lên thì đó là một điều tốt, nó cũng giúp mình phát triển lên luôn. Còn nếu như trong trường hợp mà mình là cái người làm cho xung quanh đi xuống thì mình cũng không có tồn tại được lâu. Dạ đúng. Thì bây giờ hỏi Huawei. Huawei hay nói đến lúc mà mới đến đây, Huawei còn nói là ui dồi, Bách La trông như là một đứa trẻ, một đứa con nít đúng không? Thế thì cái ấn tượng mà trước khi biết Black à, thì là Huawei nghĩ về Bách La như thế nào? Quan sát bạn ấy từ lúc nào trước cái rap Việt ấy? Hỏi Huawei nha. Có đụng nhau trước đó cái gì? Hay là một cái ấn tượng gì đấy trước khi mà... Hồi trước rap Việt thì em biết Huawei hay tập tả. Nhưng ý, à thế à? Thế cái hình, lúc đấy cái ấn tượng về bạn này thế nào? Nếu như mà mọi người theo dõi cái hình ảnh của nhân vật Black La trước rap Việt và... trước đó nữa thì mà mình có thể thấy được một cái nhân vật rất là hustle, rất là cố gắng ở trên đường phố. Và cái hình ảnh xây dựng của bạn nó là một cái gì đó nó cũng khá là băng đảng, là cũng gangster đó. Nhưng mà với những cái kinh nghiệm mà mình đã từng ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình hiểu được gangster là như thế nào, hay là du côn là như thế nào, hoặc là mafia họ sẽ là những người như thế nào. Mình hiểu được cái chuyện đó. Và nếu như bạn thật sự là một gangster thì mình biết liền à, mình thấy liền à, trên các mặt báo sẽ bắt đầu có tên bạn rồi, bạn ở đó. đúng. Và bạn sẽ không còn ở đó nữa trong một khoảng thời gian, bạn sẽ đi đâu đó rất là xa. Đó đúng, là sự đúng, thật. Đúng. Đó là sự thật. Cái tập trước của Have a Sip ấy, Huawei với anh Tuấn Andrew, thì Huy đóng vai học trò, anh Tuấn là thầy. Hôm nay thì Huy là thầy, Black La trong một cái cuộc thi thì là trò. Hai bạn đã có những cái kế hoạch cụ thể trong năm mới không? Khúc này lạ nè, đang về Real với Fantasy, cái quà... Kế hoạch thôi. Kế hoạch nè, khúc này lạ. Đoạn này Real, đoạn này mới là Real nhất nè. Kế hoạch là cái thứ mà có thể nắm bắt được nhất. Thật sự thì em muốn nói trước ha? À, anh Huy nói trước anh Huy. Thật sự thì... cái điều mà Huy suy nghĩ, cái điều mà Huy muốn đó là có thể kết nối được với... những cái nghệ sĩ trẻ gần nhất là trong cái loại hình nghệ thuật là nhạc rap. Quy rất là muốn kết nối, bởi vì ở các bạn có những cái phương pháp mới, và những cái điểm mới đó thì nó cũng upgrade mình lên để mình học. Đó là điều khi mà Huy trong cái thời gian mà làm rap Việt á, mình làm với Black. Black cũng show cho mình coi những cái kỹ thuật của các bạn trẻ mới bây giờ, cái phương pháp làm nhạc mới bây giờ. Và mình cũng áp dụng thử những cái phương pháp mới đó. Và nó cũng cách tân
cái cách làm nhạc và nó ra một cái sản phẩm lạ hơn, mới hơn. Mình gọi là cách tân. Nó cũng là cái từ rất là cùng nghĩa đúng không, với từ cải lương. Nhưng mọi người cũng biết là vào thời điểm hiện tại là mình sẽ nghe nhạc trẻ, mình nghe nhạc pop, tân cổ giao duyên đó. Trước đó đó nó là nhạc cải lương đúng không, nhưng mà vào cái thời điểm này có một cái điểm gì đó mà mình có thể là cải lương nó đang nằm ở một cái hình thái khác của nhạc rap thời điểm hiện tại, mình không biết, nhưng mà cái sự, cái tinh thần tiếp nối qua các cái thế hệ, qua các cái đời như thế này nó rất là quan trọng. Có những cái truyền thống, đó là lý do tại sao những cái truyền thống truyền thì rất là vui và vinh hạnh khi mà có thể giao tiếp, có những cái buổi kết nối như thế này, những cái buổi nói chuyện như thế này để cho những cái người nghệ sĩ họ kết nối với nhau nhiều hơn, để họ đưa cái ý niệm của họ ra và họ chia sẻ cái đó, và có những người nghệ sĩ họ theo dõi cái cuộc nói chuyện này, họ ví dụ như thấu hiểu cái cách suy nghĩ của Quy hoặc là Black, họ sẽ biết là hai người này đang suy nghĩ về cái gì, một cái góc nhìn khác về hai con người này. Ví dụ thôi chứ Quy không nói về là bị cục rồi. Để em nói cho chuẩn Quy. Thì là cái ước mơ của anh, cái nguyện vọng của anh Mo Quy trong cái năm sau là kết nối với mọi người, thì em nghĩ đó cũng là cái điều mà nhiều người muốn, mà thân em cũng muốn một phần, nhưng mà chắc em còn trẻ hơn, em muốn nhiều hơn xíu nữa. Thì là bản thân em cũng nhìn ra một cái chuyện đó là ở mỗi một cái giai đoạn hip hop Việt á, của rap Việt á, thì mọi người sẽ bắt đầu có cách làm nhạc riêng. Thực sự là em là người em ở trong cái lứa của anh Mo Quy, nhưng mà em là người anh ở trong cái giai đoạn của em. Cho nên là em nhìn thấy cái cách làm nhạc, em chỉ nói về cách trong phòng thu thôi, thì cái cách làm nhạc của hai thế hệ quá khác nhau. Tức là khi mà em nhìn ra được cái điều đó thì em bị sốc. Cụ thể là gì? Em đang nói về vấn đề đó luôn. Quá khác. Tức là ở cái thời của anh Quy, em lớn trong thời này nên là em biết cách làm nhạc của mấy anh làm nhạc như thế nào. Nhưng mà thôi, mình sẽ viết nhạc chăm chú từng câu từ. Ở cái thế hệ trẻ sau em, từ 2K Gen Z á, bọn tụi nó làm nhạc một kiểu rất là khác, và em phải ngưỡng mộ luôn á. Đa phần Gen Z sau này không viết nhạc nữa chị, vào luôn freestyle, và sau đó mới viết lời lại sau. Thì khi mà em thấy cách thức đó tận mắt á, em bị sốc. Tức là em lập tức sử dụng cái cách thức đó liền. Tức là em, từ khi mà em dùng cách đó xong, em dùng những cái mindset của em ở cái lứa cũ, em đắp vô cách làm nhạc kiểu mới này. Em đang dùng từ cái lứa trước này. Lứa trước. Em dùng cái mindset của lứa trước để mà em đắp vô cái công thức của cái lứa này, thì mới thực sự là nó hiệu quả rất nhiều. Tức là cái việc mà các bạn vô phòng thu rap luôn và viết lời lại, thì mọi thứ rất là trôi và hợp với beat. Nhưng mà hai chữ cuối mấy bạn lứa này do ít trải nghiệm cuộc sống nên mấy bạn hay chọn những từ nó thuận tai bằng tiếng Anh luôn. Nhưng mà do ở cái lứa tụi em, như là lứa em với anh Quy đi, thì không thể nào chấp nhận cái chuyện mà viết tiếng Anh bừa bãi nhiều chỗ được, nên những cái chỗ đó tụi em lo được. Hiểu không? Đó là em nhìn ra được ở cái sự khác biệt trong cái quy trình làm nhạc của hai thế hệ. Và khi mà em bước vào vô phòng thu, em dụ anh Quy thử cái cách này dữ lắm, thì anh Quy ra một con người khác luôn. Thì mình nói về cái kỹ thuật đó. Yeah. Khi mà Quy nhìn nhận vào cái khoảng thời gian trước khi mà mình viết nhạc á, cái câu từ á, thì mình sẽ bắt đầu mình suy nghĩ, và nó giống như là cái món hàng á, mình hàng tới đây. Dạ đúng. Cái mình hàng tới như vậy đúng không? Mình ngồi mình viết, mình gò cái chỗ đó. Thì nó có một cái trở ngại hên. Nó có vừa có cái điểm tiện mà nó vừa điểm không tiện. Cái điểm tiện á là nó có thể kiểm soát được cái nội dung mạch nghĩa mạch nghĩa, nhưng mà về cái cảm giác, về cái flow, cái giai điệu á, thì á nó bị quên mất, bởi vì mình cứ gò đi gò lại một chỗ thì mình sẽ bị cái khúc sau nó mình quên mất, nó bị cứng rồi á. Càng ngày nó càng vô khuôn. Nhưng mà cái cách mới của các bạn á, thì là các bạn sẽ để cho cái cảm xúc nó đi trước. Rồi sau đó mình sẽ để cái nghĩa lên cái cảm xúc. Đúng rồi. Sau đó mình sẽ để cái nghĩa lên cái cảm xúc. Thì thực sự đối với Quy, Quy có cảm giác là ở cái thời điểm này, nó giống như là
hai cái trường phái Quy sẽ không so sánh, Quy nói là hai người nghệ sĩ này như nhau, nhưng mà Quy sẽ nói hai cái trường phái như là kiểu tranh của Michelangelo và tranh của Basquiat. Hai cái trường phái đó. Mình sẽ không nói về chuyện là tranh nào đẹp hơn tranh nào hay là như thế nào, mà mình sẽ nói về chuyện cái cảm giác khi mình nhìn hai cái bức tranh đó, nó hoàn toàn khác nhau như vậy. Và khác nhau hoàn toàn. Cũng thật sự vui khi mà mình có thể trải nghiệm một cái phương pháp mới. Và đó cũng là cách mà mình cải lương lại những cái loại hình nghệ thuật. Mình sẽ xem cái đó và mình có thể áp dụng. Và mình cũng theo dõi nhạc của Kanye West, Kendrick Lamar với lại J. Cole. Mọi người cũng áp dụng cái phương pháp đó luôn. Và dạ, cái đúng phương rồi. Pháp này mình có thể nhận ra là khi mình nghe cái flow của họ, là mình nghe cái flow tới cho đó là mình biết. Và khi mà mình biết được về cái cách các bạn trẻ thời nay chơi nhạc, mình lục lại những cái album của ví dụ như của Kanye West đi, thì mình nghe cái bài của Kanye West tới cái chỗ đó, oh wow, thì ra là vậy. Thì ra đó là lý do tại sao mà đúng rồi, mà ngay cái chỗ này ổng có một cái giai điệu như vậy, nhưng mà cái nghĩa của ổng thì tùm lum tà la hết. Nhưng mà cái cảm xúc là nó vô lỗi luôn. Cái cảm xúc ngay chỗ đó luôn là nó như vậy. Và ổng cũng cũng có nói trong cái bài nhạc của ổng luôn, là như là cái bài đó tên là Nigga in Paris. Em thấy về sau này từ cái cột mốc đó là Kanye không còn viết lời luôn rồi đó anh. Và ổng hỏi trong cái bài nhạc đó luôn, ổng để cái câu trong bài nhạc luôn, ê nhưng mà cái đoạn vừa rồi mới rap gì vậy, không biết nữa, nhưng mà nghe có vẻ rất là có năng lượng. Đúng rồi, cái cách của những bạn trẻ sau này, cái lạ quá, tức là bản thân em là người xuất thân là lyrical, nên là em viết rất là nhiều, em viết rất là nhiều, để khi em vô cái verse đó em rất là chỉnh chu từng chữ một. Thì khi mà em thử một cách mới của các bạn trẻ sau này thì sự em bị sốc rất nặng. Tức là tại sao nó không cần phải quá nhiều chữ mà nó lại chọt thẳng đúng cái chỗ đó, thấy không? Tại vì đó là cảm xúc thật. Là cái điều mà em nhận ra được. Mà cái điểm hay của cái sự kết nối này là gì? Bạn này thuyết phục bạn này, ok, bạn này làm thử, bạn này mới có một cái suy nghĩ táo bạo khác. Mình cũng xem những cái anh chị ở thế hệ đi trước, khi mà họ vô phòng thu, họ thu rất là kỹ từng câu luôn. Dạ đúng. Từng câu liếm lấy và họ thu rất là kỹ, và cải lương. Thì bây giờ một trường hợp, nếu như một người nghệ sĩ cải lương, hoặc là một người nghệ sĩ nhạc pop thì mình không nói ha, một người nghệ sĩ cải lương vào phòng thu với cái chất cải lương đó, nhưng mà cái người đó cũng feeling theo, không suy nghĩ gì nữa, nhưng mà cái cách hát cải lương đó và họ hát rồi sau đó họ mới gắn chữ, là có phải là mình đã có những cái bài nhạc mới ở cái thời điểm hiện tại. Qua cái đoạn nói chuyện vừa rồi, mình cũng có đã bật mí và hé lộ với tất cả những cái bạn mà đam mê nhạc rap. Đó là một cái hướng để các bạn có thể hiểu được là khi vào phòng thu mình làm cái gì. Ok. Mình nói tiếng ngoại ngữ. Không cần phải viết quá nhiều quá đâu. Qua thời đó rồi. Không, mình vẫn phải viết. Dạ đúng rồi, sau đó hãy viết. Được rồi. Thôi một cái nhẹ nhàng hơn là về thế ngoài âm nhạc, thì những trong Tết này mọi người có kế hoạch gì không? Hai người say sưa quá. Đúng rồi, nói tới cái phần này em sướng quá. Để thường thì Tết là em hay ở nhà. Tức là rất là bất ngờ đấy. Đúng rồi. Thì nói chung là gia đình của em thì Tết là hay xung vầy với lại hay tụ tập chơi cái bộ môn của Tết, cũng như là
đa phần thì của Tết mà tất cả mọi người đều biết là cái gì. Nhưng mà gia đình Black Gang cũng rất là đặc biệt đúng không? Dạ, đúng đều rồi. Là có xuất thân bố mẹ cũng là nghệ sĩ cả. Dạ đúng rồi, thì nói chung là nhà em làm gì làm thì không bao giờ được ra rời khỏi nhà suốt những mùng Tết. Ừ. Và em cũng luôn giữ cái truyền thống này và em nghĩ em sẽ tiếp tục cái điều này, tại vì sau tất cả thì đến tận bây giờ em cũng đã có những cái đồng nó ổn định hơn rất nhiều so với thời điểm trước đó, nhưng mà em vẫn luôn chọn cái việc ở nhà. Không biết sao em luôn cảm thấy an toàn khi mà tầng một là ba mẹ mình. Đó là sự thật. Tức là em đã từng ra ngoài ở rất là nhiều, em cũng từng ở ngoài 6 tháng luôn á chứ. Nhưng mà khi mà em về nhà thì rất em... là nhiều 6 tháng luôn á. Nhiều quá luôn, anh Huy, quá nhiều với người như em luôn á. 6 tháng luôn á. Thấy không? Thấy cái tâm hồn trẻ thơ bên trong không? Ra ngoài ở nhiều 6 tháng luôn á. Tức là em cảm thấy là em không biết bằng cách nào đó thì ở nhà em có mấy phòng thu lận, nhưng mà chỉ có cái home studio của em là em mới viết được nhạc hay thôi. Là khi mà em ở nhà em cảm thấy có cái lớp bảo mật của ba mẹ thì em mới cảm thấy an tâm được. Chị tò mò thêm một chút xíu, Black Gang là có bố là họa sĩ và mẹ thì làm thiết kế áo cưới. Xong rồi trên truyền thông thì mọi người gọi em là con quái vật này, con quái vật kia, ví dụ chị. Hoặc là bố mẹ em nghĩ gì khi ba mẹ em xem em rồi các thứ thì có... Em nghĩ là cái này là cái chuyện mà em sẽ nói mọi người biết. Tức là trước khi mà biết tới nhạc rap á, là gần như em không nghe được nhạc luôn. Là hồi nhỏ của em anh Huy, hồi nhỏ gần như là em không nghe được nhạc ngoài đúng một cái bài là bài Thà Như Thế của Hoàng Phúc thôi. Như thế thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nó tan lòng nhau chi hỡi em. Thì hồi nhỏ gần như là em không có nghe được nhạc, em thích tập võ thôi và nghe đúng bài đó. Nghe bất đến giờ em mới nhớ luôn là vậy đó. Thì là về sau này khi biết tới nhạc rap thì con người của em nó thành như vậy luôn. Tức là cái form em chuyển qua cái form đó luôn. Tức là khi mà em trước khi đó là em là đấu sĩ nè, thì em bị lúc em nhập viện đó thì em mới nghe được cái âm nhạc này, thì em cảm thấy là đây là cái âm nhạc của mình. Cho nên là mình chiến đấu về nó luôn. Còn cái chuyện mà ba mẹ em thì hồi nhỏ mọi người đều rất là mong muốn em có thể thành một người này nọ, không nghĩ em thành nghệ sĩ đâu, nghĩ em thành kiểu một cái nhân vật gì đó. Nhưng mà về sau này thì khi mà em biết nhạc rap rồi thì em theo cái này luôn, thì gia đình em mới đầu cũng gọi là confused thôi, chứ không phải là không ủng hộ. Tức là được cái là nhà làm nghệ thuật mọi người cũng đồng cảm lắm. Thì nói đi anh xin lỗi cắt ngang, nhưng mà anh nghĩ là em nên gặp anh Minh Hoàng Phúc, em nói là bây giờ em làm rap em thà như thế, nít theo cái tempo theo cái nhịp đó luôn, rồi fit. Cái nội dung á là nó sẽ về á là cái sự cứng rắn đúng không, bất kể chuyện gì mà thà như thế đúng không, xảy ra với mình đúng không, thì mình luôn có cái lựa chọn hả tốt nhất và đau lòng nhất. Giống như là chúng ta đã không còn yêu nhau nữa rồi đúng không, thà như thế thà như thế, thà đừng cô nếu kêu nơi ta lòng nhau chi hỡi em. Đó, em hiểu không? Em hiểu. Cái câu đó thôi là em đem lại hả cái đem cái thời đó trở lại, nhưng mà với một cái áo mới anh ưng Hoàng Phúc sẽ thích rất, cái này anh ấy rất là ưng luôn. Đúng rồi. Hả? Rất là nhiều chuyện xảy ra trong cái cuộc sống này hả, đang đi té cái ạch xuống thà như thế. Anh rất hợp với cái tính cách. Xin lỗi. Rồi okay. Quay về bố mẹ em đi, em nói tiếp chuyện bố mẹ. Ok. Mà ai đi là cũng ok mà. Đúng rồi anh Huy, đúng rồi anh Huy. Thì thường thì Tết đó là nhà em sẽ dành cho nhau. Tức là suy đi cho cùng thì em là người dành thời gian ở ngoài đường rất là nhiều trong suốt năm luôn. Cho nên là Tết em không có nhu cầu đi đâu hết. Cho nên là Tết là em hay dành cho gia đình, với lại để mà connect lại những người trong nhà mình. Tại vì nếu mà mình không, càng sau này thì nhà sẽ càng lúc càng đông người hơn. Anh chị cũng bắt đầu có bồ rồi, cũng người có chồng có vợ. Thì gia đình em được cái là luôn cố gắng giữ duy trì cái môi trường đó của gia đình. Thì em cũng muốn như vậy. Tức là em muốn là cái sau này em lớn lên có con để em sẽ duy trì cái chuyện này. Tức là muốn làm gì làm cũng được, nhưng mà phải nhớ là Tết đã phải về gia đình. Đó là vậy thôi, là điều em nghĩ vậy. Nguyên năm cũng đã ở với gia đình rồi, Tết phải về với gia đình. Đâu, nguyên năm đi. Đi suốt đi khắp nơi mà anh. Dạ. Nhưng mà bố mẹ em có thích cái hình ảnh của em ở trên nói chung là sau cái đợt rap Việt này á thì gần như là em lấy được cái sự tôn trọng từ ba mẹ và những bà dì rất là nhiều. Tức là bây giờ em là family star, ngôi sao trong nhà. Trời ơi, cứ qua mỗi vòng á, Black nói vậy nè. Cái bài thi em làm xong rồi, em đã đi hỏi các bài gì của em rồi, nói nghe hay lắm. Cái qua dòng sau nữa, em cũng hỏi các bài gì của em rồi, bài gì của em nói nghe hay lắm, mà mình không biết cái bài gì bí mật bí ẩn đó là kiểu như là khi mà nói
kiểu... không phải một bài gì mà nói các bài rất gì. Nhiều bài gì ngay trong não của Huy là xuất hiện bóng đèn giống chấm hỏi trên cái mặt là chờ giống như là những nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện vậy. Các bài gì còn các ông chú thì sao không các ông chú thì các bài gì nói sao các ông chú chỉ dám được tàu thôi. Tuyệt vời Huy cũng thấy một sự quen thuộc đúng không? Đúng rồi thì là nhưng mà cái câu dạ rồi thì là thật sự cái bí quyết mà em bắt đầu em tập cái việc là cho người nhà nghe nhạc của mình và nhận định cho mình á là cái điều này em học từ Ramastic. Tức là Ramastic nói với em là nếu muốn biết nhạc mình có thật sự hay hay không hãy cho người nhà nghe thử. Thì đó là cái điều mà hồi lâu anh Ram có nói với em thì em cũng thử làm cái cách đó là cho người nhà nhận định coi là một người không biết gì về Black Car hết thì khi nghe một bài nhạc đó cảm thấy hay không thì những người mà lớn tuổi như dì em hay là mẹ em mà cảm thấy giai điệu và thứ ok thì cái là này okay. Là ok. Dạ đúng rồi. Cũng hay nào. Tính cách đi đi xa nhà ở bên ngoài thì là Huy có rất là lâu từ khi Huy nhỏ tuổi thanh thiếu niên. Huy Huy đi ra ngoài, Huy ở nhà bạn trong suốt mấy năm trời liền, không có về nhà, rồi mình đi làm bên ngoài và Huy cảm thấy rất là vui khi mà mình có thể đi được ra ngoài để mình tự lập và tự lo cái cuộc sống của bản thân mình. Và cha mẹ mình họ sẽ có cái cuộc sống riêng của cha mẹ mình. Và ví dụ như là đôi khi là cha mẹ mình họ cũng cãi nhau đúng không? Thì á mình ở nhà cái mình lo lắng quá, trời ơi, cha mẹ cãi nhau rồi, nhà mình bất ổn rồi, cái mình buồn, cái mình ra ngoài mình nói bạn mình ôi buồn quá, nhà mình vậy và nhưng mà vào một cái thời điểm khi mà một cái người bạn của Huy mới nói với Huy là ồ đừng có lo lắng như vậy nữa, bởi vì cha mẹ mình là người sinh ra mình và họ đã đang sống một cái cuộc sống mà gọi là họ đã chăm sóc cho nhau kể cả trước khi mình ra và họ chăm sóc mình lên luôn, cho nên là cái chuyện lo lắng là họ lo lắng cho mình đó, chứ không phải là mình lo lắng cho họ đâu. Đúng rồi. Và mình phải an tâm về họ thì sau đó mình an tâm về mình, là thực ra là chính xác là mình an tâm về mình á và mình làm những chuyện khác. Và khi mình happy, mình đem cái happy đó về nhà và mình đưa cái happy đó chia sẻ cùng với gia đình của mình, happy nhân đôi. Và khi mà mọi người cũng happy khi mà Huy có thể gọi là tự happy, và khi Huy về Huy happy mọi người cũng happy và Huy cảm thấy cái điều đó nó thật là trọn vẹn. Còn nếu như mà có chuyện đòi điện thoại khẩn hay là vụ gì đó thì Huy cũng ở gần đây là... đúng không? Và thì mình chỉ nghĩ là đôi khi mình có một người thân để mình lo lắng để họ cãi nhau á cũng đã là một cái điều rất là hạnh phúc rồi. Hả gì? Không, mình có những cái người bạn mà bố mẹ họ không qua khỏi cái đợt Covid ấy. Thì cái việc là có một người thân, có bố mẹ để họ cãi nhau ấy. Thật sự cái đó là một trong những cái đặc điểm của gia đình và rất là may mắn. Và cái thời điểm vừa qua thì bên phía nhà Huy là mọi người cũng an toàn. Mình cũng rất là lo vào cái thời điểm đó. Và cho tới thời điểm hiện tại mình có một cái gọi là bình thường mới. Những cái giây phút mà mình có thể chung sống với nhau và mình có thể nói chuyện với nhau bằng những cái cảm xúc thật của mình, nó là một cái điều quý giá nhất. Và vậy cho nên là giống như mình nói khi mà mình trở về nhà đó, là cái bản tính thật của mình nó là một cái raw nhất có thể. Much love and we. Nhưng mà we vẫn đi ra ngoài. Ok. Không, thì mình nghĩ là cái chuyện nó không phải là nó không phải chuyện là mình đi hay mình ở, nó chỉ là đúng người. Rồi mỗi người Quy có em Quy thì em Quy nó cũng thích ở nhà do giống như Black. Có thể là có một cái tổ ấm gần gũi hơn, rồi có người thích đi ngao du. Đúng. Không, thì mình nghĩ là nó mỗi người sẽ có một cái lựa chọn. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất với thì mình hay là với cả khán giả đấy là mình ngay trước Tết này mình được ngồi mình trò chuyện. Thực ra nếu mà phỏng vấn mỗi người có thể thì mình mọi người cũng sẽ thấy là mình có một cái quyển sổ mình ghi một số các cái câu hỏi, thậm chí là khán giả của cái show này thì đã biết đó, là và biết luôn là mình hay hỏi những câu hỏi nào cơ.
Đó, tại vậy mọi người hay theo dõi Have a Sip chẳng hạn. Nhưng hôm nay thì mình cũng nói nhiều quá. Không, mình nói nhiều quá. Và thì mình đúng kiểu phá lệ, tức là mình không follow một câu hỏi nào. Yeah. Mình cũng không hỏi những cái câu hỏi quen thuộc trên Have a Sip. Bởi vì đây là cái dịp đặc biệt rồi, không chả bể gì cả. Thì mình nghĩ là quan trọng là có vui này, có hai người sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng sống thật ở đây. Yeah. Thôi chúc mừng năm mới. Chúc cho Uy có một cái ngày Tết ở ngôi nhà riêng của mình thật là ấm áp, vui vẻ. Chúc cho Black Ca cùng các bà dì và bố mẹ cũng có những cái ngày Tết thật là ấm áp. Chúc chị Thùy Minh Tết năm mới ấm cúng bên gia đình và sẽ luôn có được những điều mà mình mong muốn, dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước sông Hồng, tiền ra rỉ rỉ như cà phê Phin. Chúc cái nghĩa quá giờ mình chúc. Như trên năm mới chúc chị Thùy Minh đạt được những điều mình muốn ha, và cái đó là dữ dội đúng nhất rồi, dữ dội nhất. Ok thôi, thật nhất rồi. Cảm ơn Huawei, cảm ơn Black Ca, cũng đặc biệt là cảm ơn các khán giả. Hôm nay các bạn đã nghe một cái cuộc trò chuyện nó freestyle nhất, bởi vì chúng ta có khách mời là những rapper. Và cũng chúc cho mọi người qua cái cuộc nói chuyện này sẽ thấy là cũng như là Huawei nói từ lúc đầu á, cái chuyện fantasy hay là cái chuyện hình ảnh hay là cái chuyện công việc nó sẽ là một cái thứ. Thế nhưng mà con người ta thì quan trọng nhất là tìm ra cái thật của mình và tìm ra cả những cái thật của những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè mình. Và hy vọng là năm nay mọi người có một cái Tết thật là real, thật là ấm áp. Những cái gì mà mình có với nhau trong năm đã quá là vất vả rồi. Và chúc mọi người một năm mới cùng ở bên nhau, được ở bên nhau. Cảm ơn tất cả mọi người.